Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc trong cái tháng 4 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn đúng không ạ? Vậy thì trong tháng 4 âm lịch sẽ có những ngày nào tốt để cắt tóc? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những cái phân tích ngay sau đây của Tử Thông. Và để chọn ra những ngày lành tháng tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu là ngày tốt toàn thư. Thì quý vị có thể mở trang 184 để chúng ta chọn ra những ngày lành tháng tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc cho được thuận lợi, may mắn và bình an. Thì trong này có 20 tiêu chí, đúng không ạ? 20 tiêu chí để chọn ra ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc. Đấy. Vậy nên là quý vị hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng. Thưa quý vị, chúng ta biết ý, cái tháng 4 âm lịch nó khởi từ ngày mùng 8 tháng 5 dương lịch đến ngày mùng 5 tháng 6 dương lịch, đúng không ạ? Và tháng 4 âm lịch nó là tháng kỷ tỵ. Tháng kỷ tỵ nó là tháng thiếu, nó chỉ có 29 ngày. Ngày mùng 1 thì nó là ngày nhâm thân. Và ngày 29 thì nó là ngày canh tí. Đó. Thưa quý vị, các cụ ngày xưa có câu là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Đấy. Vậy nên là cái việc chọn ra ngày lành tháng tốt để cắt tóc nó cũng sẽ giúp cho công việc nó được thuận lợi hơn. Nó sẽ giúp cho đầu óc được minh mẫn hơn và giúp mang lại cái may mắn tài lộc cho chúng ta. Đó. Bên cạnh đó thì hơn nữa các cụ cũng có nói là cái răng cái tóc là góc con người. Đó. Như vậy là chứng tỏ cái tóc nó cũng là một cái thứ rất quan trọng, nó tạo nên cái vẻ đẹp, tạo nên những cái nét riêng tư của con người. Và cái việc cắt đi một cái tóc vào những ngày mà không tốt ấy thì được cho rằng cũng là phạm phải những điều đại kỵ, đặc biệt là có những ngày như ngày đinh chẳng hạn hoặc là ngày mùng 1 thì người ta không bao giờ cắt tóc. Đấy. Vì thế mà trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị về những cái điều này. Thưa quý vị, thì đầu tiên bao giờ cũng vậy, để chọn ra ngày tốt để cắt tóc thì chúng ta cũng sẽ loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Ngày xấu cần tránh để tiến hành công việc cắt tóc thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày sau đây. Thì quý vị cứ tham khảo thêm cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Ở trang 184, chúng ta sẽ cùng loại bỏ ra những cái ngày xấu để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc cho được thuận lợi và anh thông. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư, để tự xem ngày lành tháng tốt cho mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai nhé. Thì đầu tiên chúng ta cần loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Ngày xấu cần tránh trong cái tháng 4 âm lịch để tiến hành công việc cắt tóc ấy, bao gồm những ngày sau. Thì đầu tiên nó là ngày sát chủ. Ngày sát chủ nó sẽ là ngày Mão và ngày Tuất, đúng không? Ngày Mão là sát chủ dương, ngày Tuất là sát chủ âm, đúng không? Ngày Tuất đây là ngày sát chủ. Ngày Mão chúng ta có 2 ngày là mùng 8 là Kỷ Mão và 20 là Tân Mão. Còn ngày Tuất chúng ta có 3 ngày, mùng 3 là Giáp Tuất, 15 là Bính Tuất và ngày 27 là ngày Mậu Tuất. Thì tất cả những ngày này nó là ngày sát chủ, chúng ta không dùng nhé. Thì bên cạnh đó cái việc cắt tóc người ta cũng kiêng một ngày nữa, đó là ngày Thụ Tử. Ngày Thụ Tử thì là những ngày tỵ. Thì ngày tỵ thì chúng ta có 2 ngày, mùng 10 là Tân Tỵ và ngày 22 là ngày Quý Tỵ. Thì đây, 2 ngày này phạm ngày Thụ Tử chúng ta không dùng. Tiếp đến một ngày nữa là ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương nó chủ về cái sự đổ vỡ, chủ về cái sự tan vỡ. Vậy nên cái ngày này thì người ta cũng kiêng rất nhiều việc, chứ không chỉ riêng gì với việc cắt tóc nhé. Cái ngày này là bách sự kỵ ấy. Đó. Ngày Tam Nương thì bao gồm ngày sau này. Đầu tiên là ngày mùng 3. Ngày mùng 3 thì nó sẽ rơi vào ngày Giáp Tuất, đúng không ạ? Ngày mùng 7 ấy, thì nó rơi vào ngày Mậu Dần. Ngày 13 thì nó là ngày Giáp Thân. Ngày 18 nó là ngày Kỷ Sửu. Ngày 22 là ngày Quý Tỵ thì trùng ngày Thụ Tử. Và cuối cùng là ngày 27. 27 thì là ngày Mậu Tuất thì trùng với ngày gì? Trùng ngày sát chủ. Này sát chủ âm, đúng không ạ? Tiếp đến một ngày nữa là ngày Nguyệt Kỵ, đúng không ạ? Các cụ có nói là gì? Mùng 5, 14, 23 đi chơi còn lỗ, vốn chỉ là đi buôn. Vậy nên cái việc cắt tóc để mang lại cái may mắn ấy, thì các cụ cũng kiêng cái ngày mùng 5, 14, 23 là ngày Nguyệt Kỵ. Mùng 5 thì nó rơi vào ngày Bính Tý này. Ngày 14 là ngày Ất Dậu và ngày 23 thì nó sẽ rơi vào ngày Giáp Ngọ. Tiếp theo một ngày nữa mà quý vị cũng kiêng kỵ, đúng không ạ? Cũng cần phải chú ý nhé. Đó là ngày Nguyệt Kiến. Nguyệt Kiến trong tháng này thì tháng tỵ thì kiến tệ tỵ, đúng không ạ? Vì vậy ngày tỵ thì nó trùng ngày sát chủ, trùng với ngày gì? Ngày Thụ Tử, chúng ta không xét nhé. Tiếp đến là ngày nữa mà người ta cũng kiêng, đó là ngày Nguyệt Phá. Nguyệt Phá thì nó là những ngày hợi, đúng không ạ? Ngày hợi là ngày Nguyệt Phá. Nó sẽ bao gồm có 3 ngày, mùng 4 là Đất Hợi này, 16 là ngày Đinh Hợi và 28 là ngày Kỷ Hợi. Thì 3 ngày này chúng ta cũng sẽ không dùng cho việc cắt tóc. Tiếp đến thì 3 cái ngày Kiếp Sát, Tai Sát và Nguyệt Sát thì người ta cũng kiêng nhé. Đây là 3 cái tiểu hung tinh. Nhưng mà có các thần sát, có các tinh khác nó ủng hộ, nó tốt lành hơn thì chúng ta vẫn dùng được. Thì chúng ta có Kiếp Sát, đó là ngày Dần, đúng không? Kiếp Sát là ngày Dần, sẽ có 3 ngày mùng 7 và ngày 19. Tai Sát nó là ngày Mão. Đấy, thì sẽ có 2 ngày mùng 8 và ngày 20. Và ngày Nguyệt Sát thì là ngày Thìn. Có 2 ngày là mùng 9 và ngày 21. Đó.
À, tiếp theo chúng ta lại bỏ một ngày nữa là ngày Nguyệt hình. Nguyệt hình là ngày thân nhưng mà nó vừa hình vừa hợp cũng rất là tốt. Đấy, ngày thân cũng cũng khá là tốt thì quý vị cũng có thể dùng được nhé. À, tiếp đến là ngày Nguyệt yếm. Nguyệt yếm thì nó là những ngày mùi đúng không ạ? Nguyệt yếm với Nguyệt yểm ấy, thì nó là ngày mùi. Đúng không? Ngày mùi thì chúng ta cũng cần phải xem xét. À, thưa quý vị, còn một ngày nữa mà chúng ta cũng kỵ cắt tóc đó là ngày Đinh và ngày 12, ngày 15. Đó. Ngày 15 chúng ta lại bỏ rồi đó, ngày 15 thì nó là ngày Bính Tuất, còn ngày 12 thì nó là ngày Quý Mùi. Đó. Một ngày nữa là những ngày Đinh thì chúng ta không dùng việc cắt tóc nhé. À, các cụ đặc biệt kiêng kỵ. Thì ngày Đinh thì chúng ta sẽ có những ngày sau này. Ngày Đinh thì chúng ta ngày mùng 6 là Đinh Sửu này. Ngày 16 thì nó sẽ là ngày Đinh Hợi và ngày 26 là ngày Đinh Dậu. Thì đây là những ngày mà chúng ta kiêng kỵ cắt tóc. Đó. À, thưa quý vị, đó là những cái ngày xấu mà quý vị cần phải kiêng. Đó. Thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư ở trang 184 nhé. Nếu quý vị chưa có thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư tự xem ngày lành tháng tốt cho mình nhé. À, tất cả các ngày tốt thì đã được Tử Thông chia sẻ bằng cái video. À, quý vị có thể tham khảo thêm, liên hệ với Zalo số này 0989 34 9119 nhé. Để gì để xin gửi cái link video hướng dẫn xem ngày tốt của Tử Thông nhé. À, thưa quý vị, sau khi mà đã loại bỏ những ngày xấu cần tránh rồi thì quý vị vẫn tiếp tục mở trang 184, chúng ta sẽ có những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là cắt tóc. Thì ngày tốt trong tháng 4 bao gồm những ngày sau. À, cắt tóc thì ngày tốt đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là ngày Giải Thần. Ngày Giải Thần thì nó lại là ngày tốt, nó trùng với ngày gì? Trùng với ngày sát chủ nhé. Trùng với sát chủ tôi đang dùng. Thứ hai là ngày Trực Trừ. Ngày Trực Trừ nó là ngày Ngọ, ngày Trừ Thần ấy. Ngày Trừ Thần cũng rất là tốt cho cái việc gì? Cho việc cắt tóc. Ngày Trừ Thần chúng ta cũng sẽ có ngày gì? Ngày 11. 11 là ngày Nhâm Ngọ. Nhâm Ngọ là ngày tốt đầu tiên, đó. À, tiếp theo chúng ta chọn đến một ngày nữa là ngày Thiên Đức. Ngày Thiên Đức thì nó là ngày Tân. Ngày Tân thì chúng ta sẽ có những ngày sau này. Canh ngày Tân ngày 20 là ngày Tân Tân Mão và ngày mùng 10 là ngày Tân Tỵ đúng không ạ? Như vậy là hai ngày này đều là ngày xấu chúng ta không dùng được. Tiếp theo ngày ngày có Thiên Đức hợp thì là những ngày Bính. Ngày Bính này chúng ta sẽ có những ngày sau này, ngày mùng 5 Bính Tý này, 15 là Bính Tuất và ngày 25 là Bính Thân. Như vậy chúng ta có thêm ngày 25 nữa. 25 là ngày Bính Thân. À, quý vị thân mến, thực ra cái ngày tốt để cắt tóc thì chúng ta có rất nhiều ngày, trong đó có ngày Thiên Đức hợp, Nguyệt Đức hợp. À, Thiên Đức, Nguyệt Đức thì đều là những ngày tốt, nó tốt mọi việc, đơn giản cắt tóc thì nó cũng vẫn có tốt như thường nhé. À, tiếp theo chúng ta chọn đến ngày có Nguyệt Đức, đúng không? Nguyệt Đức thì là những ngày canh. Ngày canh chúng ta có ngày 29 là ngày Canh Tý này. 29 là Canh Tý. Tiếp theo là ngày 19. 19 là ngày Canh Dần. Và ngày mùng 9 là ngày Canh Thìn. Đó là những ngày tốt. À, tiếp theo, một ngày nữa là ngày có Nguyệt Đức hợp thì là những ngày Ất. Nguyệt Đức hợp những ngày Ất thì ngày Ất chúng ta sẽ có những ngày sau này. Mùng 4 là Ất Hợi, 14 là Ất Dậu và ngày 24 là ngày Ất Mùi. Như vậy chúng ta có thêm ngày 24. 24 là Ất Mùi. À, thì ngoài ra thì những cái ngày tốt cắt tóc thì quý vị cũng có thể chọn được ngày tam hợp đúng không ạ? Ngày tam hợp thì là tam hợp với tỵ thì là Dậu Sửu đúng không ạ? Và ngày lục hợp sẽ là ngày Thân. Đó. À, trong thời gian này tháng Kỷ Tỵ đúng không ạ? Thì chúng ta có thể chọn những ngày giáp, giáp Kỷ Hóa Thổ nó được bộ ngũ hợp rất là tốt. Như vậy những ngày giáp thì chúng ta sẽ có những ngày nào? Có ngày mùng 3 là ngày Giáp Tuất này, ngày 13 là ngày Giáp Thân và ngày 23 là ngày Giáp Ngọ. Nhưng mà những ngày này thì đều là những ngày xấu nhé. Đó. Như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ xong cho quý vị và các bạn. À, những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc thì trong cái tháng 4 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, thì chúng ta sẽ có 6 ngày tốt để tiến hành công việc cắt tóc đúng không ạ? Chúng ta có 6 ngày tốt. Có 6 ngày tốt đây nhá, 6 ngày tốt để cắt tóc. Thì nó bao gồm những ngày sau này. Ngày tốt đầu tiên là ngày 11 là ngày Nhâm Ngọ đúng không ạ? Ngày tốt thứ hai là ngày 25 là ngày Bính Thân. Ngày tốt thứ ba là ngày 29 là ngày Canh Tý. Ngày tốt thứ tư là ngày 19 là Canh Dần. Ngày tốt thứ năm là ngày mùng 9 là Canh Thìn. Và ngày tốt thứ năm là ngày 24 là ngày Ất Mùi. Đó. Đó là những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc. Đấy, cắt tóc trong cái tháng trong cái tháng tư âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó. Thì quý vị có thể tham khảo thêm về cách chọn ra ngày giờ tốt. Đấy.
Đây là chuyện ngày tốt đó. Còn giờ tốt thì quý vị có thể tham khảo thêm ở trang 127 nhé, trang 127 của sách Ngày Tốt Toàn Thư. Thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư, tự xem ngày lành tháng tốt cho mình mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ ai. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ xong cho quý vị và các bạn về những ngày tốt để tiến hành công việc cắt tóc trong tháng tư âm lịch. Đấy. À, quý vị có thể là chép lại, chụp lại. Đấy, chép lại, chụp lại những ngày tốt này để chọn ra cho mình một cái ngày lành tháng tốt để được gì? Cắt tóc cho được hanh thông và may mắn. Thì đây là những cái ngày, 6 cái ngày cắt lành nhất nhá. Đây là 6 ngày cắt lành nhất. À, vậy nên là gì? Cái việc cắt tóc mà lại được hợp tuổi hợp mệnh với quý vị nữa thì nó sẽ mang lại nhiều may mắn tài lộc cho gia chủ. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.